Đây quý vị thấy không? Đó, đây là đàn cá nục. Nhìn nó là biết rồi. Ở dưới là rong rêu rất là nhiều. Đó, cho nên thả xuống ngay cái điểm này đó là thế nào cá nó cũng ăn. Ở đằng sau lưng là một đàn cá tiếp theo. Con lớn, con nhỏ nè. Con cá nục này nó cái size bằng bự hơn. Cá nục này bằng cái bàn tay của bằng cái bắp tay luôn á. Wow. Của Nina đó. Về mình kho ngon lắm. Con cá nục này kho ngon lắm, mà cá nục này câu ở cầu không có. Cá nục này câu ở cầu nó nhỏ lắm. Dạ. Yeah. OK, đây là cái điểm chúng ta sắp câu cá và đây là cái phao cho tàu của cái hãng khai thác khí đốt đó ở bên phía bên kia. Thì hồi nãy anh Thụy biết là từ xa khi mà anh chạy tới thì cái phao ở trên đó có mấy con hải cẩu á, em cứ nghĩ rằng là cái đó chiếc tàu và đang có những người đang thả câu câu không. Đúng rồi, từ xa nhìn nhưng mà đây là những con hải cẩu sau khi ăn no nê thì nó leo lên trên này. Và quý vị có thể tưởng tượng không, là nó phóng lên chứ không phải nó leo, nó phóng rồi hai cái tay của nó có những cái móc, nó móc nó vào để nó phóng lên được. Và nó đang phơi nắng. À. Hello. À, cái phao này để báo cho biết để những cái tàu mà đến đây họ thường xuyên có những chiếc tàu màu đỏ, một lát chúng ta có thể sẽ thấy. Họ ra vào nơi đây để họ đi vào ba cái khu vực bên kia là cái khai thác dầu bên kia. Bên này là khí đốt chứ không phải dầu nữa, bởi vì nó không thấy có dầu giết gì hết. Thì họ dùng cái chỗ này để họ đậu tàu vào và chúng ta sẽ câu trong cái khu vực này. Bởi vì khu vực này nó có nhiều đá ở dưới, rồi nó có những rong rêu, rồi các loại rong biển ở dưới nó tụ về. Thì hễ nơi nào mà sông biển tụ về nhiều đó thì cá nó hay đến đó nó ăn, nó ở. Thì cá nhỏ ở đó thì cá lớn nó chạy tới nó ăn. Và chúng ta nhìn thấy ở ngoài khơi đó, tàu chở hàng đi rất là nhiều, tàu dầu và tàu chở hàng. Và đặc biệt vào thời điểm này là bận rộn nhất của cảng Long Beach. Lý do kể từ trước Thanksgiving và cho tới Christmas là tàu vào không biết là bao nhiêu, họ đưa hàng vào. Đưa hàng vào để cỡ chuẩn bị để cho Walmart, Costco và các đại công ty họ lấy hàng xuống. Cho nên bây giờ ngay trong khoảng thời gian này quý vị thấy thường là không có tàu nhiều như vậy đâu. Nhưng mà hôm nay thì thấy quá nhiều tàu luôn. Họ xếp hàng, họ không được phép đâm thẳng vào mà họ phải đi theo cái giống như là máy bay vậy đó. Như quý vị nhìn thấy đó, họ đi là theo phép của luật hàng hải của Hoa Kỳ này. Không phải ai muốn tự động đi, mình thì tha hồ mình muốn đi sao mình đi, tại mình tàu nhỏ. Nhưng mà tàu hàng tránh cái trường hợp mà ủi vào, cho nên họ phải tuần tự mà đi. Tàu nào ra cảng trước thì được quyền đi trước và họ sắp xếp hàng để ra. Nina chuẩn bị câu cá chưa? Dạ. Rồi bây giờ mình tới một cái địa điểm thường xuyên chúng tôi hay câu cá. À, trước khi câu cá đó, để gửi cho quý vị xem những cái phao mà họ đặt để mà câu những cái con tôm hùm. Tôm hùm California, nó gọi nó giống như một cái tôm côn, tôm rồng ở Việt Nam vậy đó. Nó không phải là cái loại tôm của Maine lobster, nó khác. Còn Maine của California nó đắt hơn và nó ngon hơn. À, cái thịt nó chắc hơn, thích ăn nó giòn hơn, bơm anh. Ngon hơn, dạ. Yeah. Đây, ở dưới quý vị nhìn thấy những cái phao này đó là cái phao họ đặt từ ngày hôm trước. Đây là những cái phao họ đặt ngày hôm trước. Rồi sau ngày hôm nay đó. Wow, tôi không biết lý do nào mà con chim này nó ăn được cái con cá này. Vâng, nó tìm cách nó nuốt mà không cách nào mà nó nuốt nổi. Cho nên rồi nó cũng sẽ bỏ cuộc. Hoặc là nó phải mang vào bờ, nó xé thịt nhỏ ra nó ăn. Bây giờ thì đây là cái địa điểm mà nãy giờ tôi đang như nào thì thấy mình phải dò cá. Dạ. Thì có cá nhiều thì mình mới thả neo. À, thì nãy giờ tôi chưa thấy cá nó tới. À bây giờ mình thấy cá rồi. Dạ. Nè. Ok, cho nên cái khu vực này đó chúng ta sẽ bỏ neo ở đây. Wow, nguyên một đàn luôn kìa anh. Dạ. Yeah. Chúng ta phải bỏ neo bởi vì chúng ta đã không có bỏ neo á, cái tàu nó trôi.
Thấy không? Quá wow, trời lớn không? Nữa kìa. Thì đó cái thì hy vọng đó mình câu được mấy con này. Hy vọng là như thế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ neo nhé. Cái cần này tuần trước tôi đi câu rồi. Nó vẫn còn có cái lưỡi ở đây. Thôi mình lấy ra mình đâu câu đại đi ha. Bây giờ là tới cái công đoạn là chuẩn bị mồi. Phải lấy mồi ra. Ok, bây giờ mình lấy mồi, mình xé cái mồi ra. Thì làm cái mồi này nó cũng có cái cách của nó. Không phải muốn mở là mở, phải không? Mình có cách của nó, cho nên cái đây tôi cũng học từ người bạn thôi. Để mình xé cái con mồi ra. Mình tách con chém chép ra. Đó, tách chém chép ra đó. Rồi mình mới lấy cái phần thịt mà ngon nhất của nó. Đây. Xong. Một con chém chép vậy mình có thể mình làm được mấy lần mồi anh? Không, chỉ có một lần thôi. Dạ. Mình chỉ lần một câu một con thôi. Rồi khi mà con nó lên được rồi đó, bắt được con đó rồi đó, mình sẽ lấy thịt con, lấy con cá. Xé con cá ra. Xé con cá đó ra làm mồi. Thì bây giờ tôi móc mồi, cái lưỡi này đúng ra tôi phải thay. Nhưng mà hôm nay mình cũng hơi gấp gáp cho nên tôi không cần phải thay. Cho nên mình máng, ok, máng mồi vào. Thường thường những cái rod, những cái cần câu mà mình đi câu biển đó anh, nó có khác với cần câu sông nhiều lắm. Khác chứ, tại vì câu biển thì phải là cái máy của cần câu biển. Ok, bây giờ mình thả xuống. Thử coi cá nó ăn không nhé. Thì cá nục á, nó ăn ở trên. Cái mùi này nó rất là nhạy. Ok, ok. Ok. Oh, hộp rồi. Oh man. Cái nó bị hộp. Thôi lẹ dữ vậy hả anh thầy? Nó dính, hộp nữa. Ok, ok, ok. Đây thì wow, cái nục nhiều tới nỗi mà mình thả xuống cái là mình bắt được lên liền ha. Cá nục nó rất là nhiều và mùa này nó vẫn còn ăn. Thì có nghĩa là nước lạnh như vậy nó vẫn còn ăn. Thì con cá nục này đó mình sẽ cắt nó ra. Nhưng mà mình không chiếu cái cảnh nó cắt bởi vì con nó bấu me nó ghê lắm. Nhưng mà sau đó chúng tôi sẽ thấy bắt con cá này để làm mồi cho những con cá khác, cho nên mình không phải bắt chém chép nhiều. Thì đây là cái thùng để làm cái thùng này đó để làm thùng cá mồi. Đó. Thùng này đúng ra để làm thùng cá mồi, nhưng mà bởi vì mình câu cá bass hay là những cái loại cá khác mà nó nhỏ thôi đó, nó vừa đó, thì mình vẫn sử dụng nó để mình giữ cho nó về đến mấy tiếng cả ngày luôn, nó không chết. Nó cứ sống trong thế này thôi, tại vì đây là cái thùng nước, nước nó luân lưu. Nó bơm nước lạnh từ ở dưới lên rồi thả nước ra ngoài. Đó, cho nên đi tàu phải có cái bình này. Bây giờ mình sẽ làm thịt con cá này. Thì thật sự làm thịt con cá đó thì đối với người Mỹ thì họ kỵ, nhưng mà Việt Nam mình làm quá quen rồi. Đó, Nina thấy đó, đây là một cái miếng cá chúng ta vừa lạng xong một bên. Bây giờ mình sẽ cắt ra để mình làm mồi. Thì cái kiểu của tôi cắt là có thế này. Cắt miếng tam giác như vậy nè. Tại sao lại phải cắt miếng tam giác? Tam giác thì vì thường đó là cắt như thế này. Nhưng mà cắt như vậy đó, nó không có lợi cái miếng cá. Mình muốn để dành cái miếng cá thì mình chỉ cần cắt tam giác thôi. Có miếng cá là nó ăn nè. Thực sự cá nó có cái mùi máu á. Mà cá có cái mùi máu càng nhiều bao nhiêu đó thì nó sẽ càng ăn bấy nhiêu. Mà Nina thấy đó, cái miếng cá rất là tươi. Cái con cá này nó làm cái mồi nó rất là tươi, tại vì cái da của nó rất là dai, nó không bị đứt. Cho nên cá này làm mồi cá câu là tuyệt vời. Bữa nay chúng tôi rất là hên, là tại vì coi như cái máy dò cá của anh Hoàng Trọng Thủy là đã có đầy cá ngay chỗ chúng tôi đang đậu. Dạ. Yeah. Bây giờ mình móc con cá này vô. Móc bằng cái thịt trước. Khi móc nó vào đó, vào trong cái miếng da đó. Thế này thôi. Đó.
Bây giờ cái mồi kiếm một cái này nó rất là nhạy. Rất là nhạy. Coi như thả xuống là vớt lên, chỉ cần thả xuống thôi. Cá đục nó ăn rất là dễ. Thì hôm nay mình, tại vì mình quay truyền hình đó, mình muốn cho coi cá đục cho nó lẹ. Chứ còn cá kia thì nó hơi lâu. Cá kia thì mùa hè mình đi. Đó, xong thả xuống đây.